Xin chào các bạn. Hôm nay ngày chủ nhật á, mình rảnh rỗi á, cái buổi chiều mình đi vòng vòng ở sân mình, cái mình phát hiện cái cây ớt sừng trâu này nè các bạn. Nó chín hết ráo rồi. Bây giờ mình sẽ bẻ cái ớt này nha các bạn. Để mình đếm thử coi là nó có bao nhiêu trái trên cây nha các bạn. 1 2 3 4 5 6 trái. Trời ơi, 6 trái ớt này ha mà ăn phở là chắc số 1 luôn á. Bây giờ mình sẽ bẻ hết các trái ớt này xuống luôn. Sau khi bẻ ớt này xong á, mình sẽ cho các bạn xem mấy cái cây hồng cây của mình á, mình mới mua. Tháng này mình khô máu với lại cái sở thích của mình luôn mấy bạn. Có bao nhiêu tiền là mình đầu tư vô hồng hết ráo à. Ông xã mình sợ ông xã rầy muốn chết luôn, nhưng mà thật sự ông xã mình ông cũng mê quả hồng nữa. Đây, sau khi mình bẻ được 6 trái ớt, giờ xin quay cho bạn coi hồng cây ha. Đây, mình sẽ quay từ gốc lên nha. Đó, bạn thấy đẹp không? Hồng này là người ta nói hồng nguyên thủy vậy đó các bạn, nó không phải là hồng ghép. Nếu mà nó có bị chết nhánh hay là nó bị gãy nhánh gì là nó tự ra nhánh khác, chứ nó không giống như là hồng ghép. Hồng ghép thì nó khi mà nó gãy nhánh á, thì nó sẽ gãy luôn chứ nó không ra nữa. Mình nghe người bán nói vậy đó các bạn, mình mê quá trời nè. Nó bây giờ mình sẽ quay tổng thể các cái nhánh hồng cho các bạn xem ha, đẹp quá trời luôn nè. Các bạn nhìn thấy không, đây là hồng ngoại nè. Mình thích cái bông của nó, cái kết cấu bông của nó đẹp ghê chưa. Đây mấy cái nụ quá trời nụ luôn mấy bạn, nụ đẹp đẹp không nè, thấy không? Đây mấy bạn thấy hoa hồng này đẹp chưa, nó mới vừa hé hé ra. Ở trên đây cũng nhiều nụ lắm, nó các bạn nhìn thấy đẹp không? Mình hồi hộp quá, người ta nói là mai mốt nó lớn á, là phải làm mấy cái chỗ khung sắt á, để mà nâng nó lên, đúng thôi sợ nó gãy nhánh đó mấy bạn. Đây, còn đây là cái cây hoa hồng người ta mới giao mình hồi sáng nè các bạn. Mình cũng quay tổng thể cho các bạn xem á, nó cũng lớn lớn, kích cỡ nó giống như cái hoa hồng, cây màu hồng mình mới vừa quay cho các bạn xem á. Mình quay gần gần thì các bạn thấy cái màu sắc nó cũng ngộ lắm, nhìn nó rất là quý phái luôn, rất là đẹp. Trời ơi, mình hết tiền rồi mà mình chạy ngang chỗ bán hoa này nè, mình không thể cưỡng nó được. Mình quay đầu xe lại, là kêu người ta hả bán cho mình cái cây này liền. Bởi vì trong cái đám hoa hồng người ta để chỉ có một cái cây này là màu đặc biệt thôi, nên mình không suy nghĩ luôn á. Mình mê đó, năm không cần suy nghĩ luôn, vét sạch tiền luôn, là giao cho cái chị bán hoa liền đó. Để mình đếm coi nó bao nhiêu nụ nha các bạn, rất là đẹp. Cái màu nó nhìn nè, nó hồng hồng, nó sao sao, nhìn các bạn nhìn thấy cái cấu tạo của cái hoa nó đẹp ha, nó không có giống như hồng Việt Nam mình mà nó nở cũng lâu tàn đâu các bạn, mà mình thấy nó cũng mùi thơm nhẹ nữa. Đây nè, đó, một cái bông, hai cái nụ nè, ba cái nụ đây, cái bông này ha. Bông bông 4 nụ, 5 nụ, nói chung là trên đây chắc gần 20 nụ các bạn, rất là đẹp. Đây các bạn nhìn cây rất là mạnh khỏe, xem tổng thể là cái cây ha. Trời ơi, mình mê ông xã mình á, ông nói á thôi để dành tiền đi từ từ á rồi mua, chứ thời điểm này đang khó khăn mà cứ đi mua hoa hồng mà lấy cái gì ăn. Nhưng thật sự á, mình mê quá rồi, mình mê quá rồi nên mình không có cần suy nghĩ hết ráo, nhìn ăn các bạn. Đi ra ngắm, đi vô ngắm, nhìn ăn thấy cũng vui. Đây các bạn nhìn thấy tổng thể đẹp. Đây cái màu này á, ở ngoài nhìn rất là quý phái, các bạn nhìn rất là nổi bật, nó không có giống như cái màu hồng. Màu hồng quay vô thì rất là đẹp, nhưng mà thật sự mình thấy cái màu này nó quý phái hơn, tùy theo sở thích mỗi người. Đây còn đây là cái cây hoa hồng nhỏ thôi, nó cái màu nó cũng giống như cái cây hoa hồng mình mới vừa quay cho các bạn xem á. Nó nhỏ thôi nhưng mà các bạn nhìn thấy nó quá trời nụ luôn nè, đúng không? Cái bông này nó tàn rồi chứ nó nở, trời ơi, nó nở ba lớn như nè các bạn, đẹp lắm. Nhìn cái nụ nè, 1 nụ, 2 nụ, 3 nụ, 4 nụ, 5 nụ, 6 nụ luôn, rồi mấy cái nụ mới nữa, gần cả chục nụ trong cái cây này luôn nữa. Các bạn nhìn thấy đẹp ghê không? Đó, rất là thích. Trời, ai mà mê hoa hồng giống như mình rồi, thấy mấy cái này là chỉ có nước mình lết thôi chứ không thể nào mà đi được luôn á, thì có mụ mị luôn. Này cái anh hoa hồng, hoa hồng Thái ảnh ở cái bên nè, màu cam, anh này ảnh lùn, ảnh không có cao được, đẹp quá đẹp luôn. Mình quay một dọc cho các bạn xem nè, ba cây hoa hồng nhà mình thẳng đứng. Đó, ai mà vô nhà mình mua thuốc hay thấy thích lắm, quá đẹp luôn. Đây còn đây là hoa hồng màu trắng các bạn, bây giờ nó nè, ông xã mình bỏ cái phân gì vô của nó ra bông đẹp không, mà hoa này có mùi thơm như nước hoa vậy các bạn. Hồi bữa cái người mà giao hoa cho mình á, mình tưởng là người ta xịt thuốc nước hoa không á, nó thơm gì mà giả man luôn á, nhưng mà hóa ra là hoa hồng. Các bạn thấy nó nở đẹp chưa,
Đó, đẹp chưa? Ai mà có sở thích hoa hồng như mình là thấy mấy cây này là các bạn không thể nào đi nổi. Cái này hoa hồng tiểu muội màu vàng. Ôi trời ơi, mình quay cho các bạn xem hoa hồng. Bây giờ mình mới phát hiện ra cái cây bông gừa của mình sao tự nhiên nó đang tươi tốt mà tự nhiên nó sắp chết rồi các bạn ơi. Trời ơi, sao kỳ vậy trời? Ôi nó bị cái gì vậy trời? Ôi trời ơi, có một sự đau lòng không hề nhỏ ở đây nha. Các bạn nhìn cái bụi của mình là đẹp chưa? Mà sao tự nhiên nó bị cái gì vậy? Sao trồng hoa gừa hơi bị khó quá. Cái này mình gieo nè. Cái này mình gieo hoa gừa nó ra màu trắng nè. Trời ơi là mình buồn quá trời, đang vui đang ngắm hoa hồng vui thấy cái cây nó chết buồn quá. Cái nào mình thích mà nó bị vấn đề là mình thấy buồn ghê các bạn. Mình quay lại tổng thể cho các bạn xem hoa hồng ha. Hôm nay mình quay clip ngắn để phe hoa hồng cho các bạn thôi. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ ha. Bye bye mọi người.